khởi tố, bắt Nguyễn Đức Vinh và 12 bị can điều hành trang web Thiên Địa. Ngày 28 tháng 4, thông tin từ công an tỉnh Nghệ An cho biết các phòng chức năng công an tỉnh phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ công an, triệt phá đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với hơn 1,1 triệu thành viên. Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, nhóm đối tượng này trực tiếp điều hành quản lý website thndia 2 cc với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu. Trong thời gian qua, thông qua website này, các đối tượng đã phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập. Theo cơ quan điều tra, website Thiên Địa ban đầu có tên Lầu Xanh, được chia làm nhiều mục khác nhau, bao gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, truyện xét, quảng cáo mua bán dâm, quan hệ tình dục để quản trị, vận hành đường dây, các đối tượng chia thành hàng chục tài khoản quản trị, phân cấp với một tài khoản super admin tổng được đặt tại nước ngoài. Nhóm đối tượng hoạt động theo phần việc được giao từ super admin thông qua chat Telegram. Tiền công cho các chân rết được super admin trả hàng tháng bằng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Lực lượng công an chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét bắt giữ 12 đối tượng chân rết của website thiên địa tại Việt Nam. Người cầm đầu đường dây vận hành, quản lý trang web này được xác định là Nguyễn Đức Vinh, 49 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An. Ban chuyên án thu giữ 7 bộ máy tính bàn, 4 laptop, 20 điện thoại di động, qua đó phát hiện hàng triệu ảnh, chuyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn thiên địa. Quá trình điều tra, xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên là hơn 3 tỷ đồng. Phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đấu tranh mở rộng chuyên án. Tri Nguyễn Đức Vinh và một đối tượng khác do đang bị bệnh nặng, được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.